nào mà mình chiên, muốn ăn cơm chiên cá mặn á, mà mình chiên hạt cơm nó không có được rời và nó không giòn á, thì các bạn xem cái video của chị em mình chia sẻ ngày hôm nay á, các bạn cứ làm thử xem giống y như chị em mình từ đầu và đến cuối sẽ ra được cái món cơm chiên cá mặn tuyệt vời luôn đấy các bạn ơi. Hi, chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay hai chị em mình sẽ làm món cơm chiên cá mặn. Thành phần nguyên liệu thì mình đã bày đầy đủ trên bàn sau đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cùng xem với mình nhé. Cơm mình đã nấu rồi, mình để nguội nha các bạn. Thì lúc đó mình rang thì cơm nó sẽ ngon hơn, giòn và tơi nha các bạn nhé. 3 trái trứng gà, dưa leo, cà chua và một ít ngò rí. Hành tỏi, ớt, hành lá mình sắc nhuyễn. Thì rưỡi bột chiên giòn. Các bạn cũng thắc mắc giống như mình á, tại sao mà mình ăn ở ngoài nhà hàng với quán xá cơm chiên cá mặn sao mà nó giòn mà nó tơi á các bạn. Thì đây là một trong những cái bí quyết nha các bạn. Đó là bột chiên giòn, tí nữa mình sẽ múc ra một chén cơm và mình áo qua cái phần bột chiên giòn này nha các bạn. Các bạn cứ theo dõi cái clip này xem chị em mình sẽ làm cái cách cơm chiên cá mặn làm sao mà nó giòn mà nó tơi nha các bạn nhé. Hai lạng cá đù khô một nắng. Trước tiên thì mình sẽ lấy ra một chén cơm, mình cho vào một trong một cái tô to hơn một chút các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần bột chiên giòn vào trong cái chén cơm mà mình lấy ra nha các bạn. Mình đeo bao tay vào, trộn cho cái phần hạt cơm nó tơi ra, dính vào cái bột đấy các bạn. Càng tơi càng tốt các bạn ạ. Mình không có trộn hết cái phần thau cơm này với bột chiên giòn nha các bạn. Mình chỉ lấy ra một chén để mình trộn thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy là cái phần cơm của mình nó đã tơi tơi ra rồi này các bạn này. Mình áo qua cái phần bột chiên giòn này các bạn. Sau khi mình áo cái phần chén cơm qua cái bột chiên giòn này các bạn, thì các bạn nhìn thấy cái phần cơm nó rời đây mà. Mình để qua một bên nha các bạn. Mình sẽ đập hai cái trái trứng gà. Nêm và một thìa bột nêm tiêu. Sẽ đắm cái phần trứng lên nha. Cho từ từ vào trong cái phần cơm còn lại nha các bạn. Dùng bao tay, mình đeo bao tay, mình bóp đều. Cho hết vô luôn các bạn. Mình đã trộn cái phần trứng vào cơm rồi nha các bạn. Còn một cái trái trứng này mình sẽ đập riêng vào trong một cái chén. Đánh lên. Bây giờ mình mời các bạn vào bếp cùng với mình để làm món cơm chiên cá mặn nha các bạn. Mình sẽ chiên cái phần mà chén cơm mình áo qua cái bột chiên giòn này các bạn. Bỏ vào trong dầu chiên. Chiên cho cái phần cơm này nó vàng, nó giòn luôn nha các bạn. Mình chiên như vậy là được rồi nha các bạn. Mình sẽ đổ ra cái rây. Bây giờ mình sẽ chiên cái phần cá đù nha các bạn. Để cho nó nguội rồi mình sẽ bóc thịt ra nha các bạn. Mình ghẻ cái phần thịt cá đù ra các bạn, để tí nữa mình chiên với cơm cá này nó mặn mặn ăn ngon lắm các bạn ạ. Cái trái trứng hồi nãy các bạn mình sẽ cho vào mình chiên. Mình chiên cái trứng này xong mình vớt ra ngoài nha các bạn. Mình sẽ cho hành củ, tỏi và ớt vào, phi cho vàng. Ớt sừng không cay đâu nha các bạn. Cho hết phần cơm vào mình chiên nha các bạn. Chiên cơm này mình cứ để lửa lớn mình chiên nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái phần cá đù khô mình xé ra rồi nha các bạn. Cho vô cái trứng nước mặn mình chiên vào.
giờ mình sẽ cho cái phần cơm này mình chiên cho nó khô luôn nha các bạn ấy. Khô nó sẽ tơi cái hạt cơm ra các bạn ạ. Khô cái đù nó mặn rồi nha các bạn, thì mình không có cần nêm nếm gì thêm đâu các bạn ơi. Cơm rất là ngon luôn đấy các bạn. Mình sẽ chiên cho nó gần sắp tơi rồi các bạn. Cơm màu rất là đẹp luôn nha các bạn. Cơm chiên cá mặn màu rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Mình chiên cơm rồi là được rồi nha các bạn. Rất là tơi luôn nè các bạn ạ. Không còn dính hạt nào luôn nè các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần cơm chiên lúc nãy một chén mình đã chiên giòn lên rồi nha các bạn. Đây là cái bí quyết đấy các bạn ạ. Cho hết luôn. Mình cho cả hành lá vào luôn. Một chảo cơm chiên cá mặn của mình trông có đẹp mắt không các bạn. Rất là giòn luôn này các bạn. Tơi hạt cơm này. Để tắt bếp, bày trí ra để mời các bạn thưởng thức với mình cơm chiên cá mặn. Các bạn ơi, chị em mình đã chiên xong cơm chiên cá mặn thật là thơm và giòn nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Mời các bạn miếng nước đá lạnh trước khi mình ăn các bạn ơi. Đã đã các bạn. Và mình cũng có trang bị một chén nước tương ớt. Các bạn nhìn thấy cái dĩa mà hoành tráng không các bạn. Cơm chiên cá mặn mà khô cá đù các bạn ạ. Hạt cơm rất là tơi luôn các bạn. Và giòn, bây giờ mình sẽ ăn để coi cái độ giòn như thế nào nha các bạn. Trang trí lên thì những cái em ớt sừng mình tỉa hoa rất là đẹp luôn nè các bạn. Gọi là giống như nhà hàng ấy các bạn ơi. Ăn kèm là một dĩa dưa leo với cà chua. Mình mời các bạn nhé. Cơm chiên cá mặn. Mình ăn cái thìa cơm chiên cá mặn đầu tiên đó các bạn. Nhai các bạn cũng cảm thấy là mình nhai nó rất là giòn giòn giòn. Hạt cơm thì nó tơi. Cá khô đù ấy thì nó mặn mặn vừa ăn luôn các bạn ạ. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn nào mà mình chiên muốn ăn cơm chiên cá mặn á, mà mình chiên hạt cơm nó không có được rời và nó không giòn á, thì các bạn xem cái video của chị em mình chia sẻ ngày hôm nay á, các bạn cứ làm thử xem giống y như chị em mình từ đầu và đến cuối sẽ ra được cái món cơm chiên cá mặn tuyệt vời luôn đấy các bạn ơi. Cơm mà nhai mà nó rôm rốt các bạn, giòn lắm các bạn ạ. Chen vào cái phần tương, nước tương ớt đó các bạn. Ăn nó ngon lắm các bạn ơi.
Cơm chiên cá mặn này ai ai cũng thích hết các bạn ạ. Từ người lớn cho đến trẻ em đều thích luôn nha các bạn. Quá ngon. Ăn thử cái đuôi cá đù các bạn. Mình mời các bạn. Thì các bạn ơi, mình đã thưởng thức xong cái món cơm chiên cá mặn thật là giòn rụm và hạt cơm rất là rời luôn nha các bạn. Ăn gọi là số 1 luôn đấy các bạn ơi. Các bạn có xem video ngày hôm nay mình chia sẻ, các bạn thấy cái cách mình chiên cơm chiên cá mặn này hay á và thấy tuyệt vời á các bạn, thì cho chị em mình một like cũng như một đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em để ngày mai các bạn nhận thông báo là ngày mai chị em mình ra tiếp tục video ngày là như thế nào nha các bạn. Mình mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và mỗi tối được xem clip của chị em mình ngày một vui hơn. Hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai. Bye bye.